Alo, anh giao hàng cho em nè em ơi. Anh Tính hả? Em đau bụng quá à. Anh Tính giúp em với. Làm gì lá vậy? Có sao không? Dạ, giúp em với anh ơi. Rồi, anh vô liền, anh vô liền. Trời ơi, sao vậy? Lên ghế ngồi, Trời ơi, có sao không? Ủa, nó làm gì mà thở như vậy? Làm gì mà bị gì đâu rồi? Em uống cái chai sữa này nè. Sao mà uống vô cái nó đau bụng hoằng hoại luôn. Chai sữa này em mua đâu rồi? Em mua của con Thư Hot Girl. Nó bán ở trên top á anh. Em thấy nó mấy triệu người theo dõi luôn. Mà em thấy nó bán đắt dữ lắm. Mà nó còn đưa ra mấy cái giấy chứng nhận về cái sữa này nữa. Thì em nghĩ là an toàn, em mới mua uống thử. Ai về? Không em ơi, anh check á thì nó không ra. Còn em nhìn đi nè, nhãn mác như dán thủ công ấy. Cái này chắc là hàng trôi nổi rồi. Hàng gì? Cái lúc mà em nhận được hàng nè, em thấy nó cũng kỳ kỳ. Nhưng mà em làm lơ, em muốn đại luôn. Sữa gì mà nghe tao mùi quá chắc không chị? Vậy á, mà người ta mua nó quá trời luôn anh. Mà mấy người đó còn vô binh vực nó nữa. Thiệt á, em không hiểu sao luôn. Rồi rồi, không thể để vô này chìm xuống được. Dạ chào chị, em là phóng viên của kênh BTT. Thì hiện tại là ngày hôm nay em đến đây để có thể là thay mặt cho những người xem kênh của chúng ta có thể hỏi chị một số điều như thế này. Thì hiện tại là em thấy dòng sữa của mình đang rất hot và mọi người ai ai cũng đổ xô đi mua sữa của mình. Thì không biết là ở sữa của mình nó có một cái công dụng thần kỳ như thế nào mà nó hot hình hot như thế ạ? Em dùng hai từ á, thần dược á, là cực kỳ chính xác luôn em. Sữa này á, là chị nhập khẩu từ nước ngoài. Đặc biệt cái sữa này á, được giới thượng lưu bên nước ngoài á, người ta uống á, người ta bồi bổ sức khỏe đó em. Sữa này nè, có đa công dụng nè, chữa bách bệnh luôn em. Như là những người mà bị ung thư nè ha, huyết áp, tim mạch, bị thận hay là tiểu đường. Đặc biệt là ngăn ngừa bị tai biến luôn em. Những người nào mà bị tai biến 10 năm hay 15 năm ha, đặc biệt uống một tuần, đi lại phơi phới. Dữ vậy sao? Đúng luôn em. Quéo. Chị, nếu mà thần kỳ như vậy thì mình có được cấp giấy tờ gì để chứng minh không chị? Bởi vì đó là một trong những cái rất quan trọng cho việc kinh doanh một sản phẩm nào đó. Em yên tâm nha, chị kinh doanh á là phải có đầy đủ giấy tờ đàng hoàng. Đây, cho em tham khảo. Nhìn nó pha ke thì thôi luôn. Giấy này tôi làm đơn chục tờ. Nè em mà nói bậy bạ là chị đưa em lên phường nghe chưa? Ok. Ủy ban nhân phường cách đây 500m, chị thích tôi mời chị lên, đi với tôi lên trển. Rồi người ta sẽ xác nhận cái này là thiệt hay là giả. Em ơi, chị nghĩ là cái này chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi á. Mà hôm nay chị cũng hơi bận á. Có gì em hẹn em hôm khác em tới phỏng vấn chị sao ha. Chị ngồi xuống đây, tôi muốn nói nhiều với chị. Chị giữ sức đó đi, tôi đưa chị lên trên phường. Trên đó họ sẽ dành thời gian phỏng vấn chị nhiều hơn tôi. Anh ơi, chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Nhưng mà cái này là giấy tờ giả thì em nghĩ là em cũng bị người ta lừa chứ em không có biết gì hết trơn. Lên anh ơi, anh ơi. Ây dạ trời ơi. Mẹ ơi, mẹ đau bụng quá con. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Tự nhiên mẹ pha ly sữa mà uống cho mẹ đau quá trời. Đó, anh thấy chưa? Mẹ của em cũng biết đó là sữa dởm nữa. Giờ mẹ em bị vậy nè. Vậy là em liên can. Em vô can trong vụ này, em không có biết gì đâu nha. Đây là sữa. Dạ đúng rồi anh. Đau bụng quá con ơi, đi chắc đi cấp cứu đi con ơi. Thôi được rồi, bây giờ tình trạng sức khỏe của cô là quan trọng nhất. Cho nên việc đầu tiên bây giờ là cứ theo dõi tình hình của cô, coi chăm sóc cho cô. Nếu mà nguy hiểm quá thì đưa đi bệnh viện. Tôi về trước. Dạ. Trả cho tôi cái mic. Dạ. Em cảm ơn anh. Đâu? Trời ơi trời, hết hồn luôn á. Trời ơi, công nhận cái đầu bà nhảy số nhanh thiệt luôn á. Không là tiêu hai mẹ con rồi. Chứ bây giờ á, má không nhảy số nhanh thì nó lôi đầu con lên phường sao? Trời đất ơi, sao má mệt tim quá con ơi. Bây giờ dư luận người ta chú ý mình rồi, con bớt bớt lại đi. Mà không mấy thôi con dẹp luôn cho rồi đi. Trời đất ơi, mình hốt từ bữa giờ cũng nhiều quá rồi. Con phải bỏ tàu bỏ đi con, đừng có làm nữa. Trời ơi trời, ngu sao bỏ. Cứ để đi, từ từ tôi dần xếp chuyện này. Lo quá.
sao rồi? Nãy giờ làm được nhiêu rồi? 300 hơn rồi anh. Gì vậy anh? Em đang pha làm sữa mà tự nhiên anh búng vậy vậy hại anh. Địa bàn của tao, tao làm cái gì kệ mẹ tao. Mày phát ngôn không? Mày nói một tiếng nữa cái cục cỏ nè ba vô cái mỏ mày liền bây giờ. Ý kiến còn không mày? Tao nói cho mày biết nè, cái bịch bột của mày đang làm á, nó còn nguy hiểm gấp trăm lần so với mũi của tao. Bột này là bột gì vậy anh? Bột gì kệ người ta, làm đi, đừng có hỏi. Là bao nhiêu rồi? 300 rồi. Cẩn thận tí nha, chỗ này bị giật ngó rồi đó. Biết rồi. Tao cũng hạn chế like lại, tao sẽ đăng kênh khác. Mày mốt ở đây yên ắng quá, thì tao like lại. Ừ, an toàn đi. Thằng nào á? Lính mới, vừa tiễn về đó. Kìa, chết mẹ dính bẫy rồi. Ê, mày đừng có, mày lôi đứa ra cho lẹ coi, làm cái gì mà mơ mơ à mấy đứa này. Nè mày, do cái tội mày nhiều chuyện mà lãnh hậu quả đó nghe mày. Chứ tao không có muốn làm như vậy đâu. Nghe gì chứ chó, đi mày. Ôi mày lại đi. Không, buông tay ra, buông tay ra coi. Mày buông tay ra. Nói mày, hai mẹ con mấy người đúng là mắc dạy mà. Không có tình người, sống ác nhưng thất đức. Hai mẹ con bà, rồi cả con chó này nữa, đừng thoát hả? Không có dễ đâu. Bữa đầu tiên khi phát hiện ra, tôi đã biết đó là sữa giả rồi. Tay trong sữa toàn mùi quá chất thôi. Cho nên đó, tôi mới trà trộn vô đây nè, để tôi hốt trọn hổ. Mấy người tính thủ tiêu tôi hả? Còn lâu. Cái clip nãy tôi quay á, tôi đã gửi cho Bé Thanh rồi. Em đưa lên công an chưa? Dạ rồi anh. Nè, lần này á, thì hai mẹ con mấy người, hay không? Cả đám mấy người ở tù một gông. Chó, mày là ai vậy? Nếu mày thành tâm muốn biết, thì tao rất sẵn lòng để trả lời. Tao là tính shipper, và giới tính shipper thì không có gì là khó. Bằng chứng đã có. Đưa tụi nó lên phường. Hey. Mày, đưa mày. Buông tao ra.